Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra vụ 4 người Việt tử vong ở Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 69 ngày 17 tháng 7 về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok, Thái Lan. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Ngoại giao, Công an, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nêu. Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, quận Pathumwan, Bangkok, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt nghi do bị nhiễm độc. Hiện, các cơ quan chức năng của Thái Lan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam, chủ động xử lý, kiến nghị các vấn đề đối ngoại với phía Thái Lan, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc cho báo chí, dư luận. Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía Thái Lan cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan chỉ đạo Đại sứ quán theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến đầu tư, dư luận sở tại, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định. Thảm án đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok, nguyên nhân do nợ nần. Cảnh sát Thái Lan hôm 17 tháng 7 cho biết đã xác định nghi phạm vụ đầu độc làm 6 người, gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok. Nghi phạm là một phụ nữ tên Serin Chong, 56 tuổi, người Mỹ gốc Việt, bị cho là đã đầu độc 5 người còn lại. Ngoài nghi phạm, công dân Mỹ còn lại là Hùng Đặng Văn, 55 tuổi. 4 người Việt Nam được cảnh sát Thái Lan công bố dưới tên Thị Nguyễn Phương Lan, 47 tuổi, Hồng Phạm Thanh, 49 tuổi, Đinh Trần Phú, 37 tuổi và Thị Nguyễn Phương, 46 tuổi. Hai trong số 6 người tử vong là vợ chồng. Theo các nhà điều tra, con gái của một trong 6 người tử vong đã khai bố mẹ cô đến Thái Lan để thương lượng về khoản nợ trị giá hàng triệu bạt. Nhà chức trách nghi ngờ rằng vụ đầu độc là do thương lượng thất bại. Ông Chirong Pupan, giám đốc cơ quan khoa học pháp y của cảnh sát cho biết, 6 chiếc cốc tại hiện trường chứa cà phê đen từ một phích nhôm được cho là của người đã chết đã có kết quả dương tính với kali cyanua, có mùi hạnh nhân trông giống đường trong các xét nghiệm. Kali cyanua là một trong các hợp chất chứa gốc cyanua phổ biến nhất, cực độc và có thể gây chết người với liều lượng thấp. Tại cuộc họp báo chiều 17 tháng 7, bác sĩ Konkiat Vong Pai Sansin từ bộ môn y học pháp y thuộc khoa y Đại học Chulalongkorn, Thái Lan cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính không phát hiện dấu hiệu chấn thương do tác động mạnh trên người nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy dấu vết của loại hóa chất gây chết người tác dụng nhanh trong cơ thể mỗi nạn nhân và xác nhận họ tử vong do ngộ độc cyanua. Các bác sĩ vẫn đang chờ kết quả về mức độ cyanua chính xác trong máu của mỗi nạn nhân. Đối với cuộc điều tra về người thứ 7 đã đặt phòng khách sạn nơi xảy ra vụ việc, kết quả cho thấy người này là chị em gái của một trong 6 người đã tử vong. Cô đã bay về nước ngày 10 tháng 7 và phía cảnh sát tin người này không liên quan đến vụ đầu độc, theo tờ Khao Sót của Thái Lan. Mỹ lên tiếng về hai người quốc tịch Mỹ gốc Việt tử vong ở Bangkok, Thái Lan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được báo cáo về việc hai nạn nhân quốc tịch Mỹ gốc Việt tử vong ở khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 7, theo giờ địa phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller nói, "Chúng tôi đã biết về các báo cáo về cái chết của hai công dân Mỹ tại Bangkok, Thái Lan. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình về sự mất mát của họ." Theo ông Miller, phía Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình nạn nhân, đồng thời đang chờ phía Thái Lan đưa ra bình luận thêm về cuộc điều tra liên quan. Trước đó, vào sáng ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ trong số 6 người gốc Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok trước đó một ngày. Tại cuộc họp báo cùng ngày, cảnh sát Thái Lan nêu rõ nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Về phía Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao để theo dõi sự việc, làm rõ thông tin,
xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Nhân viên khách sạn phát hiện các thi thể trong phòng 502 ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 16 tháng 7, một ngày sau khi họ dự kiến trả phòng. Tất cả 6 người chết bên trong phòng không có dấu hiệu ẩu đả, hành lý của họ để ở gần cửa trước. Dữ liệu camera giám sát cho thấy nhân viên phục vụ bắt đầu dọn phòng 502 lúc 13 giờ 1 phút ngày 15 tháng 7, sau đó mang đồ ăn vào phòng theo yêu cầu. Lúc phục vụ phòng rời đi vào 13 giờ 57 phút, trong phòng khi đó chỉ có bà trông. Theo truyền thông Thái Lan, nhân viên phục vụ đề nghị pha trà nhưng bà trông từ chối. Đến 14 giờ 4 phút ngày 15 tháng 7, những người khác lần lượt kéo vali vào phòng 502. Từ 14 giờ 17 phút trở đi, toàn bộ 6 người đều ở trong phòng và không trở ra nữa. Báo The Nation Thái Lan dẫn lời cảnh sát cho biết. Kết quả khám nghiệm hai tử thi đầu tiên đã cho thấy dấu vết của cyanua. Trong cuộc họp báo trưa 17 tháng 7, ông Chirong Pupan, chỉ huy cơ quan khoa học pháp y cảnh sát xác nhận 6 tách nước trong phòng chứa cà phê đen và kết quả kiểm tra dương tính với kali cyanua. Nhân viên khách sạn là người mang ly tách và hai chai nước nóng, sữa và bình trà vào phòng. Nhóm 6 người đã đặt đồ ăn qua dịch vụ phòng của khách sạn nhưng không đụng tới và chỉ uống một ít đồ uống. Cảnh sát trưởng Bangkok Thiti Sangwang cho biết, hình ảnh đĩa cơm chiên, rau củ và súp tôm yum còn nguyên bọc tre đã lan truyền trên mạng. Chỉ có một trong số những chiếc đĩa bị gỡ phần bọc bên ngoài. Báo Khaosop và Bangkok Post dẫn lời Thiếu tướng Cảnh sát Thiradet Thumsuthi đến từ Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết, các nhà điều tra Thái Lan đưa ra kết luận sơ bộ sau khi thẩm vấn một số nhân chứng, bao gồm con gái của một trong những người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do vấn đề nợ nần, cảnh sát không điều tra các nghi phạm khác vì căn phòng nơi phát hiện thi thể bị khóa từ bên trong và không còn ai khác bước vào. Không có dấu hiệu ẩu đả, thủ phạm nằm trong số 6 người đã thiệt mạng, ông Thumsuthi nói. Theo các nhà điều tra, những người thiệt mạng là một nhóm người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh. Báo cáo của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, hai trong số những người thiệt mạng đã kết hôn với nhau, số tiền nợ liên quan chưa được tiết lộ. Trong khi đó, báo Khaosop viết, bà trông nợ số tiền khổng lồ sau khi bà ta thuyết phục cặp vợ chồng trong nhóm đầu tư xây một bệnh viện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, họ thu lỗ tới 10 triệu bạt, khoảng 278.000 USD. Cặp vợ chồng liên tục đòi nợ, nên cuối cùng họ hẹn gặp ở Nhật Bản để giải quyết. Xong, một người không lấy được visa đi Nhật nên họ đổi kế hoạch và gặp nhau ở Thái Lan. Nhóm gồm 3 nam và 3 nữ đều là người gốc Việt, hai người trong số họ bao gồm bà trông 56 tuổi là công dân Mỹ. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, một trong những người thiệt mạng là nghệ sĩ trang điểm người Việt Phú Gia Gia, 37 tuổi, được cho là từng làm việc với những người nổi tiếng và Hoa hậu Việt Nam. Cảnh sát trưởng Bangkok Thiti Sangwang cho hay, nhóm này đã đặt một số phòng với 7 tên ở các tầng khác nhau. Người thứ 7 là em gái của một trong những người đã thiệt mạng, theo Khaosop. Cô này rời Thái Lan vào ngày 10 tháng 7 và không bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Kết quả khám nghiệm pháp y dự kiến có trong ngày 18 tháng 7. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng hỗ trợ cảnh sát Thái Lan điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo họ đang làm việc với chính quyền Thái Lan. Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok là khách sạn 5 sao sang trọng và rất được du khách ưa chuộng. Khách sạn nằm cạnh đền Erawan, một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất ở thủ đô Bangkok. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!